Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Truyền hình Đại Dinh. Hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 8 năm 2022. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quỹ Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 26 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022. Đến dự có đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. Báo cáo tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết trong tháng 8 năm 2022, tổng thu ngân sách của tỉnh là trên 500 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng thu trên 9.000 tỷ đồng. Đạt trên 80% dự toán, giảm gần 20% so với cùng kỳ. Tổng chi trong tháng là trên 600 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng chi trên 5.000 tỷ đồng, đạt gần 50% dự toán, giảm hơn 4% so với cùng kỳ. Theo đánh giá chung, trong tháng 8 năm 2022, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi, sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi và tăng khá. Tuy nhiên, thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu, tiến độ giải ngân vốn một số chính sách thuộc chương trình phục hồi kinh tế xã hội còn chậm. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái nhấn mạnh, quý 3 và quý 4 là thời điểm mưa bão triều cường tăng cao, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, các địa phương cần quan tâm hỗ trợ bà con nông dân khắc phục khó khăn và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Riêng về công tác phòng chống dịch bệnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị cũng như người dân cần xác định công tác tiêm vaccine là mục tiêu và giải pháp hàng đầu để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, từ đó quyết liệt đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị trong thời gian tới, các địa phương và các sở ngành tỉnh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các địa phương quan tâm phát triển về số lượng và chất lượng sản phẩm OCOP ở các xã phường thị trấn, đồng thời quan tâm công tác tiêm phòng trên đàn vật nuôi. Đối với các chỉ tiêu kinh tế xã hội còn đạt thấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung rà soát lại và đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao các chỉ tiêu này, phấn đấu từ nay đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chiều ngày 24 tháng 8, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Trung Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Duyên Hải. Đến nay, huyện Duyên Hải có 6 trên 6 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Long Thành đạt chuẩn văn minh đô thị, trong đó 2 trên 6 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện tự đánh giá đạt 3 trên 9 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt, gồm các tiêu chí về giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Duyên Hải, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để huyện tiếp tục hoàn thiện, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và những kết quả tích cực mà huyện Duyên Hải đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua, đồng thời đề nghị ban chỉ đạo huyện cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, lựa chọn lộ trình, bước đi cụ thể cho từng tiêu chí, phân công thành viên trong ban chỉ đạo huyện các ngành phụ trách từng xã, từng tiêu chí xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với chính quyền địa phương, tích cực vận động người dân có ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, huy động sức dân cùng chung sức xây dựng, duy trì các tiêu chí nông thôn mới, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giúp huyện Duyên Hải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh thường xuyên phối hợp hướng dẫn huyện hoàn thiện báo cáo hồ sơ các tiêu chí đã đạt được theo đúng biểu mẫu quy định, làm cơ sở phục vụ đoàn công tác văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương đến khảo sát kiểm tra xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Ngày 25 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trà Vinh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm xây dựng và nâng cấp chuỗi giá trị du lịch huyện Cầu Kè. Đến dự có ông Dương Quang Sâm, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Khải, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Cầu Kè. Trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Trà Vinh, huyện Cầu Kè được xác định là một trong ba trung tâm du lịch của tỉnh với định hướng phát triển loại hình du lịch sinh thái văn hóa,
Đến đây, du khách có thể trải nghiệm du lịch sinh thái nông thôn, tìm hiểu đời sống thường nhật của người dân vùng sông nước. Với địa thế là vùng sông nước, huyện Cầu Kè được xem là vựa trái cây của cả tỉnh với các loại cây trái nổi tiếng như chôm chôm, măng cụt, mít, nhãn. Đặc biệt nổi tiếng nhất phải kể đến là dừa sáp. Về du lịch văn hóa, huyện Cầu Kè có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật có giá trị. Hiện nay, trên địa bàn huyện Cầu Kè có 64 cơ sở phục vụ sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng cộng đồng. Một trong những lễ hội rất đặc sắc tại huyện Cầu Kè là Du Lan Tháng Hội, hàng năm thu hút khoảng 15.000 lượt khách đến tham dự lễ hội và hành hương. Dưới góc nhìn của các chuyên gia nghiên cứu phát triển du lịch, Cầu Kè sẽ là điểm đến hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về du lịch sinh thái và du lịch văn hóa tâm linh. Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển du lịch huyện Cầu Kè vẫn còn một số khó khăn nhất định. Chính vì thế, tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng và nâng cấp chuỗi giá trị du lịch huyện Cầu Kè thông qua việc kết nối chuỗi giá trị hàng hóa và chuỗi giá trị cung ứng dịch vụ du lịch, nhận diện, định vị và tạo dựng sức mạnh liên kết, xây dựng, nâng cấp chuỗi giá trị du lịch Cầu Kè nói riêng và chuỗi giá trị du lịch Trà Vinh nói chung. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch cũng đã chỉ ra những thế mạnh và hạn chế phát triển du lịch huyện Cầu Kè, phân tích các khả năng tiếp cận và đề xuất các định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sự khác biệt để thu hút khách du lịch, thúc đẩy kinh tế vùng nông thôn. Ông Trần Phương Ba, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè cho biết, định hướng phát triển du lịch huyện Cầu Kè đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 xác định sẽ tập trung xây dựng các cụm du lịch gồm cụm du lịch trung tâm cồn Tân Quy, xã An Phú Tân và cồn An Lộc, xã Hòa Tân với sản phẩm du lịch là tắm sông, nghỉ dưỡng, du lịch vườn cây ăn trái, cảnh quan tự nhiên, nghỉ ngơi cuối tuần. Cụm thị trấn Cầu Kè, Châu Điền, Hòa Ân và Tam Ngãi làm trung tâm du lịch lịch sử văn hóa truyền thống và tâm linh và cụm du lịch trải nghiệm thực tế homestay. Đồng thời, tạo điều kiện mời gọi các doanh nghiệp đầu tư, nhất là trên lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, tập trung nâng cao hình ảnh du lịch sinh thái Cầu Kè thông qua các chương trình quảng bá giới thiệu về du lịch Cầu Kè nhằm phát triển du lịch bền vững. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè kết hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch tổ chức cho trên 15 nhà nghiên cứu khoa học về du lịch và các công ty, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đến tham quan, tìm hiểu một số điểm tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Cầu Kè. Đoàn đã đến tham quan Miếu Bà Chúa Xứ Tân Quy, vừa đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, tham quan vườn chôm chôm ở khu du lịch sinh thái Cù Lao Tân Quy, xã An Phú Tân và thưởng thức những món ăn dân dã miền sông nước, đến tham quan và tìm hiểu về sự nghiệp hoạt động cách mạng của chị Nguyễn Thị Út, tức Út Tịch, và chiêm ngưỡng biểu tượng người mẹ cầm súng ở khu tưởng niệm Nguyễn Thị Út, xã Tam Ngãi. Đoàn đến tham quan chùa Cành Đa ở xã Hòa Ân, ngôi chùa có tuổi đời trên 1.000 năm và được thưởng thức điệu múa sa dăm của đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra, đoàn còn đến tham quan điểm tín ngưỡng Minh Đức Cung ở xã Hòa Ân, được xây dựng cách đây hơn 200 năm do một nhóm di cư người Hoa đến định cư ở địa phương xây dựng. Với những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo trên, Minh Đức Cung được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Đoàn đến tham quan nhà cổ Cầu Kè hay còn gọi là nhà cổ Quỳnh Kỳ ở thị trấn Cầu Kè. Đây là ngôi nhà có đường nét cổ kính, vật liệu phong cách trang trí tiêu biểu cho lối kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 20. Nội thất, vách và trần nhà đều trang trí bằng những phù điêu và hoa văn với nhiều họa tiết tinh xảo. Các vật dụng trong nhà cổ được bố trí theo phong cách thuần Việt và có sự giao thoa rõ nét giữa hiện đại và truyền thống. Dịp này, đoàn còn đến tham quan và dự lễ Du Lan Tháng Hội, hay còn gọi là lễ hội cúng ông bổn của đồng bào người Hoa ở điểm tín ngưỡng Vạn Niên Phong Cung, khóm 1, thị trấn Cầu Kè. Đây là một lễ hội tín ngưỡng dân gian của người Hoa có từ lâu đời, mang đậm nét đẹp truyền thống văn hóa của cả cộng đồng dân tộc Kinh Khmer Hoa trên địa bàn huyện Cầu Kè. Sau khi đi tham quan thực tế tại các điểm nêu trên, các nhà nghiên cứu khoa học về du lịch và các công ty doanh nghiệp lữ hành rất phấn khích hào hứng trước những nét đặc trưng riêng và mang đậm chất du lịch của từng nơi đến. Các thành viên trong đoàn đã đánh giá rất cao tài nguyên du lịch của huyện Cầu Kè mà khó có địa phương nào có được và cho rằng nếu như được quan tâm đầu tư quảng bá, khai thác đúng mức thì trong thời gian tới, huyện Cầu Kè sẽ là một điểm đến lý tưởng để các công ty doanh nghiệp lữ hành trong nước kết nối giới thiệu cho du khách đến tham quan du lịch. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo kế hoạch triển khai dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Theo dự án, các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh phối hợp với các ban ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng trong hội viên phụ nữ, thay đổi nếp nghĩ, cách làm,
nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thoát nghèo, chăm lo công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí thông qua nhiều nhóm chỉ tiêu và nội dung trọng tâm của dự án liên quan đến các vấn đề chăm lo cho phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới, giám sát phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2025. Riêng năm 2022, các cấp hội phấn đấu thành lập mới và duy trì 40 tổ truyền thông cộng đồng giúp phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, cải thiện sinh kế, tăng thu nhập. Đồng thời phát triển mới 25 tổ tiết kiệm gia giống, 9 tổ nhóm sinh kế do phụ nữ làm chủ, ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường. Nhân rộng mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản ở các xã ấp đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động gần 1,8 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trà Vinh tiến hành bàn giao 400 cây giống trà là cho người dân ở huyện Châu Thành và Trà Cú. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án trồng cây trà là sử dụng hệ thống tiết kiệm nước thích ứng biến đổi khí hậu tại Trà Vinh. Mô hình trồng cây trà là sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm thích ứng với biến đổi khí hậu tại Trà Vinh do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh triển khai thí điểm tại huyện Châu Thành và Trà Cú. Giai đoạn thực hiện là từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022. Tổng nguồn kinh phí xây dựng mô hình trên 200 triệu đồng, bao gồm chi phí cây giống, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ 100%, nông dân không đối ứng gì thêm. Hiện mô hình trồng cây trà là đang trong giai đoạn bàn giao và bắt đầu trồng 400 cây giống trên diện tích 1,6 hectare. Hai hộ dân được hỗ trợ giống cây trà là lần này là ông Trần Giang Thanh, ngụ ấp Vọng Đức, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành và hộ ông Kim Minh Tân, ngụ ấp Sài Dân B, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú. Cây trà là thuộc họ cao, trồng nhiều ở Trung Đông, khối Ả Rập, Ấn Độ, Israel, sau đó lan rộng ra toàn thế giới. Cây trưởng thành có chiều cao trung bình từ 15 đến 25 mét. Vùng sinh thái của trà là rất rộng, cây thích nghi được hầu hết các vùng đất từ phèn mặn đến khô hạn. Trái trà là có chứa nhiều chất sắt, vitamin C và đường. Sau 2 đến 3 năm trồng thì cây bắt đầu cho thu hoạch trái và kéo dài hơn 1 tháng. Năng suất cao nhất lên đến 200kg một cây. Giá bán trái tươi thường rất cao, khoảng 300.000 đến 400.000 đồng một ký. Vì vậy, nếu mô hình trồng cây trà là tại Trà Vinh thành công, không chỉ góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế địa phương và gia tăng thu nhập cho nông hộ, mà còn thực hiện được mục tiêu đa dạng hóa cây trồng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp tỉnh. Sáng nay ngày 26 tháng 8, Hội Đông y Châm cứu tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội, 30 tháng 8 năm 1992, 30 tháng 8 năm 2022 và hội thảo khoa học hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân sau khi bị nhiễm COVID-19 bằng phương pháp y học cổ truyền. Hội Đông y Châm cứu tỉnh Trà Vinh được thành lập vào ngày 30 tháng 8 năm 1992 theo quyết định số 72 của tỉnh ủy Trà Vinh. Qua 30 năm hoạt động, đến nay Hội Đông y Châm cứu tỉnh đã phát triển được gần 1.200 hội viên có trình độ chuyên môn bác sĩ, lương sĩ, y sĩ, dược sĩ và các ngành nghề khác đang tham gia hoạt động tại 8 hội đông y ở các huyện, thị, thành phố và 55 hội đông y cấp xã trong tỉnh. Với lực lượng này, trung bình mỗi năm, Hội Đông y Châm cứu tỉnh đã tổ chức khám điều trị cho trên 4 triệu lượt bệnh nhân, trong đó có gần 630.000 lượt bệnh nhân được điều trị không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm quyệt. Số bệnh nhân còn lại được điều trị bằng thuốc nam và thuốc bắc. Ngoài ra, trong 30 năm thành lập hoạt động, Hội Đông y Châm cứu tỉnh Trà Vinh còn kết hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức xét duyệt cấp giấy chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho 209 cơ sở, 57 phòng chẩn trị học cổ truyền tư nhân, 24 cơ sở kinh doanh đông dược và gần 40 cơ sở điều trị phước thiện, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền. Cùng với công tác khám điều trị bệnh, Hội Đông y Châm cứu tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trung bình mỗi năm, hội đều tổ chức thăm viếng tặng quà cho bệnh nhân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 500 triệu đồng. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền, tại buổi lễ, Hội Đông y Châm cứu tỉnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục xây dựng chương trình phát triển y dược cổ truyền, bên cạnh đó tăng cường kết hợp với y học hiện đại để nâng cao chất lượng điều trị. Mặt khác, không cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực đông y châm cứu cho bệnh nhân. Nhân buổi họp mặt này, Hội Đông y Châm cứu tỉnh cũng đã tổ chức hội thảo khoa học hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân sau khi bị nhiễm COVID-19 bằng phương pháp y học cổ truyền do bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Tấn Vũ, giảng viên khoa y học cổ truyền trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo đề tài khoa học về công tác chăm sóc điều trị cho bệnh nhân hậu COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo công tác bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống xã hội. Xác định công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Trà Vinh tham mưu Ủy ban dân tỉnh thực hiện công tác bình đẳng giới, quán triệt nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quyết định số 2282 của Chính phủ phê duyệt chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp, hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Sau 15 năm thực hiện về công tác bình đẳng giới ở tỉnh Trà Vinh, nói chung là đã đạt được nhiều cái thành tựu về các cái lĩnh vực nó liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Cái thứ nhất là về cái tỷ lệ tham gia cái lãnh đạo quản lý trong các cái hệ thống chính trị, nói chung là ngày càng được chuyển biến. Thì tỷ lệ nữ là tham gia cái đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì đạt coi như là 30%, rồi Hội đồng Nhân dân huyện thì đạt 32%. Thứ hai nữa là về đối với đời sống kinh tế của phụ nữ thì dần dần coi như là được cải thiện. Đó. Thì cái vai trò phụ nữ thì nói chung ngày nay thì về làm kinh tế, tham gia kinh tế gia đình, nó cũng như là sản xuất kinh doanh ngày được nâng lên. Thì theo coi như là thống kê sơ bộ thì có khoảng coi như là 887 coi như là phụ nữ làm chủ các cái doanh nghiệp, nói chung là vừa và nhỏ. Đó. Còn về cái vấn đề mà trên cái lĩnh vực giáo dục á, thì hiện nay á, thì nói chung là cái ý thức mà nâng cao cái trình độ của phụ nữ thì nói chung là ngày cũng càng được nâng lên. Đó. Và vai trò phụ nữ trong cái hệ thống giáo dục thì cũng được coi như là phát triển mạnh. Thì nói chung tỉnh ta thì hiện nay về cái vấn đề trình độ mà đại học và thạc sĩ và tiến sĩ thì nói chung là nó cũng phát triển rất là nhiều. Ông Nguyễn Văn Út cho biết thêm, tính đến nay tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 276.000 người, trong đó có hơn 130.000 phụ nữ, đào tạo nghề cho gần 137.000 người. Trong đó có hơn 130.000 phụ nữ, đào tạo nghề cho gần 137.000 người, trong đó có hơn 56.000 phụ nữ. Qua đó có thể thấy rõ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Trà Vinh được tập trung quan tâm, góp phần xóa bỏ dần định kiến về giới, đồng thời khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, khoa răng hàm mặt trường Đại học Trà Vinh kết hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương và công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Benjamin Lee for the Future Smile của Mỹ tổ chức khám điều trị các chứng bệnh về răng miệng miễn phí cho 1.000 học sinh tiểu học tại thành phố Trà Vinh. Chương trình khám điều trị răng miệng lần này các học sinh tiểu học được cạo vôi răng, trám và nhổ răng. Ngoài ra tại đây các em còn được hướng dẫn các biện pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng nhằm ngăn chặn kịp thời các chứng bệnh về răng miệng cho trẻ em trong quá trình phát triển với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí do tiến sĩ bác sĩ Dương Thị Truyền, trưởng khoa răng hàm mặt trường Đại học Trà Vinh vận động công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương và công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Benjamin Lee for the Future Smile tài trợ. Rất là ngạc nhiên vì xuống đây thấy sự chuẩn bị rất là tốt và nhịp nhàng. Đội ngũ nha sĩ, bác sĩ thì rất là chuyên nghiệp trong vấn đề mà trị răng, thành ra có thể chữa cho 1.000 em trong 2 ngày thì rất là mọi người cũng rất là ngạc nhiên, không biết là mình làm có kịp hay không. Thì tới hôm nay thì mình khẳng định là sẽ làm được cho 1.000 bé. Ở lứa tuổi từ lớp 1 tới lớp 5 thì bé có được một cái thói quen tốt và trong tương lai bé sẽ có một hàm răng khỏe. Ông Lý Thanh Tùng, đại diện đơn vị tài trợ cho biết thêm, thực hiện khám điều trị các chứng bệnh về răng miệng cho trẻ em là việc làm rất có ý nghĩa nhằm giúp cho trẻ em có điều kiện được chăm sóc sức khỏe răng miệng một cách hợp lý ngay từ đầu để có được hàm răng khỏe mạnh. Vì vậy, các đơn vị tài trợ tiếp tục kết hợp với khoa răng hàm mặt trường Đại học Trà Vinh tổ chức nhiều chương trình khám điều trị răng miệng cho học sinh tiểu học của tỉnh trong thời gian tới. Mình cũng tự nhủ là sẽ lan rộng cái chương trình này ra với nhiều doanh nghiệp, nhiều bạn bè của tôi để sẽ chung tay góp sức cùng với lại khoa răng hàm mặt của Đại học Trà Vinh
để phát triển cái này. Ngoài lứa tuổi 1 tới 5 mình sẽ chăm sóc những người lớn hơn, đang có dự tính là kết hợp với trường Đại học Trà Vinh trong 5 năm tới, ít nhất là 5 năm tới, để tiếp tục tạo thói quen cho cộng đồng ở mấy bé ở đây. Được biết, ngoài chương trình trên, hiện nay khoa răng hàm mặt trường Đại học Trà Vinh đã và đang thực hiện dự án phòng ngừa viêm nhiễm thông qua chăm sóc răng miệng cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Dự án này được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025 dưới sự tài trợ của tập đoàn y khoa Daisinkai Nhật Bản. Đó là chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày được phát kỳ lúc 23 giờ.